Ui, chúng ta đang chơi game Honkai Impact. Và tìm mạnh luôn. Đang đánh nhau trên máy bay. Đánh nhau trên máy bay mọi người ơi. Đánh chùm luôn. Cái team rất đẹp. Ok, anh giết xong. Đang mát vào. Ô, đâm vào tòa nhà ra. Đâm. Sập nhà luôn. Ok, em được kính của mồi. Mình đây. Ôi trời. Tiếp tục. Mấy tên nào. Trời tim đẹp luôn. Ủa nó bắn. Nó bắn. Ok, đây là chuyển sang cảnh khác à. Bay đi máy bay. Chiến đấu trên máy bay à? Chiến đấu trên máy bay. Ôi, treo tôi đi bên dưới rồi mọi người. Treo tô đi bên dưới kìa. Treo tô đi bên dưới kìa. Đang gì vậy? Ô bót ra. Sợ anh bót đây. Đế vương hoàn tài. Ủa cày. Cày rất nhiều bóng ạ. Bình tĩnh. Ủa chạy rồi à? Đế vương hoàng ta chạy đâu à? Đúng. Ok, chúng ta đang nói chuyện với Himeko. Nhân vật chúng ta đang điều khiển chính là Kiana. Chúng ta đang nói chuyện với Himeko. Ok. Đã xong. Chết luôn. Đã ba một tên, hai tên. Xong. Mây.
qua cửa rồi. Ok, à, tiếp tục ra. Chúng ta nhảy trên phi thuyền. Ăn xong. Ok, đã động rồi. Tốc kém mai phục đằng sau. Chà. Ok. Đi vào ba rồi kìa. Ok. Kiếm lại phẩm. Ok. Mình đã mở thêm được nhân vật là Van Kie. Đang thích vào xem sĩ song nguyệt tăng cấp cho mây. Ok, Amy vào 7. Kim tăng cấp cho Kim. Phải bỏ khóa ra ngoài tiếp. Nhận súng. Ok, súng 2 sao mới. Đổi sang súng 2 sao. Trang bị. Ok, cường hóa. Thành công. Ôi, lên cấp mấy đây? Lên cấp 10 luôn. Súng lên cấp 10 luôn. Đó rồi. Skill tăng 19. Tốc ảnh, skill tốc ảnh. Mở khóa. Tăng tạm vậy đã. Còn mình sẽ tăng sau. Xuất kích. Sử dụng ai đây? Xác nhận đội ngũ. Ô, đánh được hai người luôn. À, xong.
Có nhân vật ở trên này. Tắt thiết bị Nazi. Ok. À, tắt thiết bị Nazi. Ok. Dùng anh kiếm này. Cái team của em này kinh khủng hơn. Kết nhỡ boss nhanh hơn. Trời, quá kinh khủng. Mệt quá. What? Nước hả? À, đang quay video rồi đang YouTube. Quá, đi chứ. Chuyên thưa không? Kim liên tục. Trời. Kia mấy gì đó. Ôm cái gì. Tìm một cái gì hay. Con chỉ đừng bật vào đấy. Cái này không hả? Không hả? Không hả? あなたも無事だったのね。メイ姉様。温泉に入りたいわ。không quá một đồng đội rồi trận, số ít chỉ không quá 30.
đánh bại 3 tên địch. Combo bài bày. Số liệu sau khi vượt qua cửa sẽ được thống kê. Ok. Mình hẳn đi vào 11 luôn. Sợ thật. Chưa biết công dụng của mấy cái này là gì, mình cứ... đang là phần hướng dẫn thì cứ nhận danh giã. Bình tĩnh. Nano. Đây là cái gì đây? Tiếp tế. Gia viên ra vũng gì? Ủa đúng không? Ai xong xa đi. Thôi thôi thôi. Ok, để mình thử tiếp xem là có nhận được nhân vật gì nhá. Ok. Wow. Vang Chi Cha Rớt. Tàn tinh bụi sao nhân 3. Ok. Nhận được thêm một nhân vật nữa. Chào ba này. Nhận được thêm một em này. Tu 22. Ok. Cường hóa. Nhu và 15. Ơi. Còn quá nước. Còn có những 4.000. Ok, đã tiến hóa súng lên 2 sao nữa. Quay ra nào. Tăng cấp rồi. Menu vào 7. Ok, đã menu vào 7. Chứ chơi game. Skin nhé này, mở khóa skin nhé. Ok, chưa tăng cấp skin vội. Đi vào váy tăng cấp nhân vật chưa có gì cả. Hết thánh gì. Biết thánh thì có gì? Biết thánh có rồi. Đi về 5. Tăng cấp. Ok, lên 12. Skill mới. Mở khóa. Mở khóa. Mở khóa, ok. Tức tích. Tiếp tục 1.6. Cộng thêm nhân vật nữa. Ok. Đã xong. Điều ra và quyền rồi. Ôi, skin của cái em này quá bá đạo luôn.
hack. Rồi. Rồi đi đâu đây? Không thấy địch cũng không thấy quân ta. À trời. Em này em cái gơ này là em bắn không? Wow, sợ chưa? Cực kim bá đạo thật. Cực kim kinh khủng luôn. Hack tiếp. Đã thủ kinh. Ok, tiến lên. Hoa Linh, Hoa Linh đối tượng nào? Xuất hiện đi. Ô, còn hô đen à? Mình nhìn ai à? Chết hết rồi, ăn hết. Ok, đã hoàn thành nhiệm vụ. Giết địch trong vòng chưa đến 3 giây đã xong rồi. Ok. Đi đâu đây? Địch xuất hiện ra. Giết luôn. Quái kỵ sĩ. Skin. Dương à? Ồ. Thế skin à? Đã xong. Ok, mình đã thành thạo cách thay đổi các nhân vật rồi. Ok, cái em cứ bắn súng cũng chỉ được một lúc thôi mọi người nhá, không bắn súng mãi nên là mọi người sử dụng skin thì nhớ là không phải cứ bắn được mãi đâu. Mà chúng ta phải thay đổi nhân vật, khi skin hết rồi thì phải thay đổi nhân vật khác. Ok, mấy cái câu trò chuyện này mình bỏ qua đi. Với cái nhân vật này nhanh nhỉ. Quá nhiều kiếm. Ok, phải hát chạy trống rồi tắt laser đi. Ok, đã tắt rồi. À, tắt ra chứ không phải tắt laser, vẫn chưa tắt laser. Bạn điều khiển. Đi nhanh ra. Mất máu nhiều quá. Ok, qua rồi. Ê, mà vẫn bị. Skin quá bá đạo thật. Ok, qua cửa. Ok.
Tí Huy đã lên đi vào 13. Chuẩn bị hai chiến luôn, không chuẩn bị năng. Không ăn thua gì với đội này. Đi ăn này cho anh em. Password lock, 解読完了. 操縦権限解放. 戦闘 system 起動. Đang hacker hệ thống. Ok. Mầm bệnh ngựa gỗ. Không sao. Robot. Ừ. Robot đánh nhau. Ồ, mình biến thành robot à? Ồ. Mày luôn ạ. Tiến lên. Ok. Ồ. Đi rất nhanh. Đấy, nếu một khi đã đi là đi rất nhanh thì mình robot đi rất nhanh luôn. Ôi tan rồi, không còn robot nữa rồi. Active biến thành robot. Tận dụng robot xuyên qua bẫy. Ơi. Quá. Ta đi. Chưa. Người ta chưa đi bạn. Vâng. Vâng. Thank you.